Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Mặc dù nhiều địa phương đã đưa ra các giải pháp quyết liệt dập dịch tả lợn châu Phi, nhưng cho đến nay, dịch bệnh vẫn tiếp tục lan rộng, gây thiệt hại lớn cho người nuôi lợn. Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hưng Yên áp dụng quy tắc 5S, nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh. Hiệu quả hòm quỹ nhân đạo của Hội chữ thập đỏ huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Tỉnh Ninh Bình hiện có trên 26 km đường hoa do hội phụ nữ các cấp tự trồng và chăm sóc. Mời quý vị và các bạn đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, dịch tả lợn châu Phi vẫn diễn biến phức tạp, chưa có dấu hiệu chững lại. Hiện nay, hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh Hải Dương đều đã xuất hiện dịch và đã có tới 1/3 tổng đàn lợn buộc phải tiêu hủy, gây thiệt hại nghiêm trọng đối với các hộ chăn nuôi. Để ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi, tỉnh ủy Hải Dương vừa có thông báo yêu cầu các địa phương phải quyết liệt hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo ngăn chặn, hạn chế hậu quả của dịch bệnh. Trước tình hình dịch tả lợn châu Phi đang lan rộng, đối với các trang trại chăn nuôi tập trung cần có các biện pháp ngăn chặn quyết liệt, không để lây nhiễm dịch bệnh. Với lợn thịt chưa mắc bệnh, nuôi phân tán ở những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao. Khuyến cáo giết mổ đảm bảo yêu cầu vệ sinh phòng bệnh để tiêu thụ sử dụng tại chỗ, không vận chuyển ra ngoài vùng dịch, tăng cường tuyên truyền để người chăn nuôi hiểu đúng về dịch tả lợn châu Phi để chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống, không hoang mang, không quay lưng với chăn nuôi lợn và thịt lợn an toàn. Cấp huyện và cấp tỉnh giữ lại 30% nguồn kinh phí dự phòng, còn lại cấp cho công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi để mua hóa chất xử lý và các phương tiện tiêu hủy, chi trả cho người tiêu hủy lợn bị bệnh. Hỗ trợ các hộ chăn nuôi, trong đó ưu tiên hỗ trợ các trang trại, hộ chăn nuôi lớn, trước mắt tạm cấp 50% kinh phí, nếu chưa đủ kinh phí thì tạm lấy từ nguồn cải cách tiền lương để chi trả. Tại tỉnh Nam Định, mặc dù đã triển khai đồng bộ các giải pháp, nhưng bệnh dịch tả lợn châu Phi vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại và vẫn tiếp tục gia tăng. Hiện toàn tỉnh, bệnh dịch đã xuất hiện tại 212 xã phường của 10 huyện thành phố, tổng số lợn chết và tiêu hủy trên 163.000 con, tại trên 26.000 hộ chăn nuôi, với tổng trọng lượng tiêu hủy trên 8.600 tấn. Riêng ở xã Nam Hồng, tổng số lợn chết và tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn châu Phi là trên 1.200 con, chiếm trên 80% tổng đàn lợn của toàn xã. Theo ước tính của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, với mức hỗ trợ 30.000 đồng 1 kg hơi lợn thịt và 40.000 đồng 1 kg hơi lợn nái, lợn được giống đang khai thác đến thời điểm này, tổng số tiền hỗ trợ các hộ chăn nuôi có lợn bị mắc dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Nam Định khoảng trên 300 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, để giúp nhau phát triển kinh tế, từ tháng 4 năm 2018, nhiều hộ chăn nuôi gà ở xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đã thành lập tổ hợp tác chăn nuôi gà Đông Tảo xã Bình Kiều với 7 thành viên. Việc tham gia tổ hợp tác đã góp phần giúp cho người chăn nuôi tiếp cận được với khoa học công nghệ, nâng cao thu nhập. Hiện tổ hợp tác chăn nuôi khoảng 10.000 con gà Đông Tảo, bao gồm gà đẻ và gà thương phẩm, chăn nuôi chuồng khép kín và được vệ sinh thường xuyên, tất cả đều được kiểm soát từ khâu chọn giống, chăm sóc đến bảo quản sản phẩm. Với hướng đi đúng, tổ hợp tác chăn nuôi gà Đông Tảo xã Bình Kiều ngày càng phát triển, từ đó góp phần thay đổi tư duy, phương thức sản xuất nhỏ lẻ thành sản xuất có liên kết với quy mô lớn, nâng cao giá trị sản phẩm, ổn định về đầu ra. Chính vì vậy, trung bình một tháng, tổ hợp tác cung cấp ra thị trường 40.000 con gà giống với giá bán từ 10 đến 30.000 đồng một con, 1 tấn gà thương phẩm với giá từ 90 đến 130.000 đồng một kg, đem lại doanh thu một tháng cho tổ hợp tác đạt từ 300 đến 400 triệu đồng, trừ chi phí trung bình một hộ chăn nuôi thu lãi 15 đến 20 triệu đồng mỗi tháng. Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, nhân dân thôn 4 xã Bồ Đề, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đã tự nguyện đóng góp kinh phí và ngày công lao động để nâng cấp, đổ bê tông tuyến đường liên xã trên địa bàn. 52 hộ dân sống hai bên tuyến đường cùng nhân dân thôn 4 xã Bồ Đề đã đóng góp 500 triệu đồng và trên 1.500 ngày công lao động để bê tông hóa tuyến đường có chiều dài hơn 600 mét. Trước đó, cán bộ nhân dân trong thôn đã tiến hành phát quang cỏ dại, thu gom rác thải, khơi thông dòng chảy và xây cao kè bờ mương chạy dọc tuyến đường, di chuyển hơn 20 cột điện và cột viễn thông để mở rộng mặt đường. Tuyến đường được đổ bê tông chiều rộng 3,5 mét, độ dày 15 cm sẽ hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 129 năm ngày sinh nhật Bác.
Sau khi hoàn thành, nhân dân thôn 4 sẽ tiếp tục bổ sung đất để trồng hoa cây cảnh hai bên lề đường, tạo cảnh quan môi trường sáng xanh sạch đẹp. Nhân dân tự nguyện đóng góp kinh phí xây dựng tuyến đường liên xã qua thôn 4 Bồ Đề đã góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông nông thôn trên địa bàn. Qua đó phát huy sức mạnh đại đoàn kết, sự chung tay góp sức vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, cùng địa phương sớm hoàn thiện 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, tính đến thời điểm này, thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, Bắc Ninh đã tiếp nhận 50 tỷ đồng vốn của chính phủ, vốn vay ưu đãi chương trình cho vay mua nhà ở xã hội. Chính thức giải ngân từ tháng giữa năm 2018, đến nay Bắc Ninh đã giải ngân được 31 trên 56 tỷ đồng vốn vay nhà ở xã hội. Sau gói 30.000 tỷ cho vay mua nhà ở xã hội kết thúc vào tháng 3 năm 2016, tháng 7 năm 2018, Chính phủ tiếp tục có chính sách ưu đãi đối với người thu nhập thấp mua nhà ở xã hội với lãi suất 4,8% trên năm. Thời gian vay kéo dài từ 15 đến 25 năm. Đây là chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước nhằm đảm bảo công tác an sinh xã hội. Năm 2018, tỉnh Bắc Ninh được phân bổ 26 tỷ đồng nguồn vốn vay mua nhà ở xã hội và giải ngân cho 76 hộ gia đình. Năm 2019, Trung ương tiếp tục giải ngân 30 tỷ đồng cho Bắc Ninh trên cơ sở nhu cầu vốn của từng địa bàn dân cư. Ngân hàng Chính sách Xã hội đã phân bổ cho các địa phương, trong đó ưu tiên cho các địa bàn có nhiều dự án nhà ở xã hội. Tính đến hết tháng 4, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã giải ngân được 5 tỷ đồng cho 13 hộ vay vốn nhà ở xã hội. Như vậy, lũy kế đến nay, tổng số hộ được vay là 89 hộ, với mức vay bình quân là 351 triệu đồng một hộ vay. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Theo ghi nhận tại khoa phẫu thuật thần kinh cột sống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, từ đầu năm 2019 đến nay, khoa đã thực hiện trên 150 ca phẫu thuật chấn thương vì tai nạn giao thông. Trung bình mỗi ngày, khoa phẫu thuật thần kinh cột sống tiếp nhận từ 6 đến 10 bệnh nhân tai nạn giao thông. Những đợt cao điểm, con số này có thể lên tới 25 bệnh nhân một ngày. Trong đó, đa phần liên quan đến rượu bia. Nhiều bệnh nhân chấn thương sọ não nặng do không đội mũ bảo hiểm. Bệnh nhân tai nạn giao thông có nồng độ cồn trong máu, chủ yếu ở độ tuổi lao động từ 20 đến 50 tuổi. Nhưng cá biệt, có những trường hợp chỉ 15-16 tuổi, hoặc có những bệnh nhân 60-70 tuổi. Không chỉ người trực tiếp uống rượu bia trước khi tham gia giao thông bị tai nạn, còn có những người chấp hành đúng luật giao thông nhưng lại chấn thương vì bị người say rượu đâm vào. Để nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh, từ năm 2016, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hưng Yên đã chú trọng xây dựng mô hình Bệnh viện 5S và luôn đổi mới phát huy tối đa hiệu quả của bộ quy tắc này. 5S là cụm từ viết tắt 5 quy tắc làm việc của người Nhật, bao gồm các nội dung sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng. Quy tắc 5S đã được áp dụng rộng rãi tại nhiều bệnh viện ở nước ta, giúp hạn chế sự xuống cấp của cơ sở hạ tầng, tạo sự thông thoáng cho nơi làm việc, giảm thời gian tìm kiếm vật tư, hồ sơ. Để thực hiện tốt những nội dung này, Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên đã thành lập tổ 5S, thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các bộ phận thực hiện 5S. Hàng tuần, những đơn vị nào chưa thực hiện tốt 5S sẽ được yêu cầu thực hiện đúng các quy tắc 5S trong các cuộc giao ban. Bệnh viện thường xuyên cử người tham gia các lớp tập huấn 5S của Bộ Y tế. Hàng năm, bệnh viện mời các chuyên gia 5S về tập huấn cho đội ngũ cán bộ y bác sĩ tại bệnh viện. Nhờ áp dụng bộ quy tắc 5S một cách nghiêm túc, quyết liệt, Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên ngày một nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh, giảm thời gian chờ đợi và tạo môi trường làm việc, cảnh quan bệnh viện xanh, sạch, đẹp. Nhằm tạo sân chơi bổ ích lý thú cho các em học sinh yêu thích môn tiếng Anh, tìm kiếm và phát hiện những học sinh có năng lực tiếng Anh, Trung tâm Ngoại ngữ OTUS tại Nam Định vừa tổ chức cuộc thi Tìm kiếm tài năng tiếng Anh OTUS Sport Talent năm 2019. Cuộc thi Tìm kiếm tài năng tiếng Anh OTUS Got Talent dành cho các đối tượng học sinh có độ tuổi từ 5 đến 18 tuổi trên địa bàn tỉnh Nam Định và các tỉnh lân cận. Tại đây, thí sinh thể hiện tài năng cũng như khả năng sử dụng tiếng Anh của bản thân qua các hình thức hát, đóng kịch, kể chuyện, hù miệng bằng tiếng Anh. Dựa trên các tiêu chí như phát âm, ngữ điệu, tính sáng tạo độc đáo, ban giám khảo và khán giả đã đánh giá và bình chọn ra những thí sinh xuất sắc nhất trong đêm chung kết. Với lợi thế là Trung tâm Ngoại ngữ có đội ngũ giáo viên vững vàng về chuyên môn, hiện đang liên kết với 20 trường phổ thông, từ cấp tiểu học đến trung học phổ thông trong toàn tỉnh. Cuộc thi tìm kiếm tài năng tiếng Anh của Trung tâm OTUS đã khơi dậy niềm đam mê học tiếng Anh cho trẻ em, đồng thời giúp học sinh có cái nhìn mới về việc học tiếng Anh hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế, kết hợp phát triển đồng đều 4 kỹ năng, góp phần thiết thực cùng ngành giáo dục và đào tạo tỉnh trong việc thực hiện đề án ngoại ngữ năm 2020.
Theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, đuối nước là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em, làm hơn 2.000 trẻ em thiệt mạng mỗi năm, đặc biệt trong mỗi dịp nghỉ hè. Để trang bị những kỹ năng bổ ích nhằm hạn chế các vụ tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra, hiện nay các cấp các ngành đang đẩy mạnh hoạt động ngoại khóa, giáo dục kỹ năng sống, dạy bơi cho trẻ, ghi nhận tại tỉnh Ninh Bình. Tại Trung tâm Thanh Thiếu Nhi tỉnh, 330 em học sinh khối 7 của Trường Trung học Cơ sở Lý Tự Trọng, thành phố Ninh Bình rất sôi nổi khi tham gia chương trình giáo dục kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước do nhà trường phối hợp với trung tâm tổ chức. Các em được tham gia các phần thi rất bổ ích như rung chuông vàng với những câu hỏi xoay quanh kiến thức và kỹ năng thực tế về nguyên nhân, những nơi tiềm ẩn nguy cơ, biện pháp phòng ngừa và cách cấp cứu đuối nước dưới hình thức trả lời trắc nghiệm. Và phần chơi ai mặc áo phao nhanh nhất để hướng dẫn học sinh quy trình mặc áo phao đúng cách. Ngoài ra, các em học sinh còn được giáo viên của trung tâm hướng dẫn thực hành xử trí khi gặp trường hợp đuối nước bằng phương pháp trực tiếp và gián tiếp. Hưởng ứng tháng nhân đạo năm 2019, Hội chữ thập đỏ huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình phát động ủng hộ quỹ nhân đạo và trao quà cho người nghèo xã Quang Hưng. Hòm quỹ nhân đạo của Hội chữ thập đỏ xã Quang Hưng được đặt tại chùa Tây Khánh từ năm 2016. Đến nay, nhờ sự ủng hộ của tăng ni Phật tử tại chùa, tổng tiền quỹ nhận được mỗi năm đạt khoảng 6 đến 8 triệu đồng. Thông qua hòm quỹ nhân đạo đã giúp nhiều hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật vươn lên trong cuộc sống. Thời gian tới, Hội chữ thập đỏ huyện Kiến Sương tiếp tục chỉ đạo Hội chữ thập đỏ các xã còn lại triển khai đặt các hòm quỹ nhân đạo tại địa bàn, tổ chức mô hình từ thiện nhân đạo, thu hút nhân dân tham gia chia sẻ khó khăn với người nghèo. Nhân dịp này, Hội chữ thập đỏ huyện Kiến Sương trao 15 suất quà trị giá 300.000 đồng một suất cho những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xã Quang Hưng. Công tác vận động phụ nữ bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu luôn được các cấp hội phụ nữ đặc biệt quan tâm. Trong đó, việc xây dựng các tuyến đường hoa thay thế cho những lề đường đầy cỏ dại là một việc làm thiết thực ý nghĩa mà 100% các cơ sở hội phụ nữ trong tỉnh Ninh Bình đang duy trì. Từ năm 2015, khi mô hình đường hoa xuất hiện lần đầu tiên ở xã Khánh Trung, huyện Yên Khánh, tới nay 145 trên 145 cơ sở hội tại khắp các huyện, thành phố đã triển khai. Toàn tỉnh có 263 km đường hoa, riêng từ đầu năm tới nay đã trồng mới hơn 50 km. Những khoảng đất trống hay cỏ dại, cây mọc um tùm hai bên đường ở các thôn xóm này đã được thay thế bằng những dải hoa 10 giờ, cúc vạn thọ, chiều tím rất đẹp mắt, góp phần tạo điểm nhấn ấn tượng nhất là ở vùng nông thôn. Nó mang lại cảnh quan rất là văn minh, lịch sự, đẹp. Người dân đi xa về dần thì người ta về đến đầu làng người ta đã thấy rồi. Ta ở đây bây giờ là đường xá của thôn xóm là nói chung là bê tông hóa hết này. Xong rồi hai bên dưa đường là đều trồng hoa và là rất là mát mẻ và sạch sẽ. Không chỉ thực hiện đúng chỉ tiêu thi đua, mỗi cơ sở hội duy trì và xây dựng ít nhất một mô hình đường hoa phụ nữ chiều dài từ 1 km trở lên do hội phụ nữ tỉnh phát động. Cán bộ hội viên còn luôn chủ động tự giác chăm sóc bảo vệ hoa. Giao cho từng cá nhân hoặc là từng hộ gia đình là mỗi người bảo quản một đoạn, đều có ý thức, ai cũng phải có ý thức để bảo vệ. Nếu như ngày trước thì đang để chung như vậy thì đường hoa nó sẽ không được cái sự quan tâm đồng đều. Nhưng bây giờ giao đến từng hội viên, từng hộ gia đình một thì đường hoa mỗi người đều thi nhau, thi đua để làm thì mỗi người, mỗi đoạn thì đâm ra cái đường hoa nó sẽ đẹp, sẽ đều hơn. Cùng với đường hoa phụ nữ, việc duy trì hoạt động các câu lạc bộ, chi hội phụ nữ 50 ba sạch, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Phụ nữ hạn chế sử dụng rác thải nhựa, ngày thứ bảy sạch cũng là các mô hình đang được duy trì rất tốt, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của phụ nữ và cả người dân trong việc cùng chung tay bảo vệ, giữ gìn môi trường xanh, sạch đẹp. Nhằm hoàn thiện các thiết chế văn hóa để chào đón quyết định lên phường và huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên trở thành thị xã, phường Minh Đức đang xây dựng nhà văn hóa phường và nhà văn hóa khu phố Vân An. Công trình nhà văn hóa phường có diện tích 400m², sức chứa trên 300 người, dự kiến hoàn thành vào cuối năm sẽ khắc phục tình trạng chật chội thiếu chỗ ngồi của nhà văn hóa cũ hiện nay. Nhà văn hóa khu phố Vân An với tổng diện tích 5.000m², bao gồm nơi hội họp, sân chơi bóng đá, cũng sẽ hoàn thành trong thời gian sắp tới để đáp ứng nhu cầu hội họp và tập luyện thể thao của nhân dân. Tổng kinh phí dự kiến xây dựng hai công trình là 15 tỷ đồng từ nguồn đấu giá đất giãn dân của phường và 1 tỷ tỉnh hỗ trợ. Hiện nay 5 trên 5 tổ dân phố của phường Minh Đức đều có nhà văn hóa.
lực lượng vũ trang huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam tổ chức thực hành khởi công gia cố sụt lở kè, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn đoạn kè Nhan Tràng thuộc địa phận xã Thanh Tân. Hơn 100 đồng chí là lực lượng thường trực Ban Chỉ huy Quân sự huyện cùng dân quân xã Thanh Tân thực hành với sự hỗ trợ của máy xúc, tàu và tổ chức ép cọc định hình và gia cố bê tông cốt thép, đảm bảo kỹ thuật phòng chống sụt lở khi có mưa lũ xảy ra. Công trình bờ kè Nham Tràng có chiều dài trên 70 mét, ước sẽ sử dụng 5.000 cọc tre ép móng, 500 khối đá học và trên 100 khối bê tông, phấn đấu thực hiện trong khoảng 12 ngày. Đây là một trong các nội dung chuẩn bị cho đợt tập huấn, diễn tập quy mô lớn đầu tiên được thực hiện của lực lượng vũ trang huyện Thanh Liêm trong phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2019 sẽ được tổ chức vào cuối tháng năm này, góp phần thiết thực hỗ trợ địa phương chủ động phòng chống thiên tai, phát triển kinh tế xã hội, ổn định đời sống nhân dân. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 160 triệu đồng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tuấn Phong, do đã gây ra sự cố tràn dầu trên sông Kinh Thầy vào ngày 20 tháng 2 năm 2019. Vụ việc xảy ra tại khu vực bãi ngoài đê thôn Quảng Tân, xã Nam Tân, huyện Nam Sách. Phao dầu số hiệu HG1355 của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tuấn Phong trong quá trình nhập dầu vào các khoang chứa đã bị chìm khiến cho dầu tràn ra mặt sông. Được sự hỗ trợ khẩn trương của Trung tâm ứng phó sự cố môi trường Việt Nam, sau 2 ngày triển khai, hơn 7.100 kg dầu tràn trên sông Kinh Thầy đã được thu hồi. Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã xảy ra rất nhiều vụ vỡ nợ gây bất ổn tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Khi hệ lụy chưa giải quyết xong thì những ngày gần đây, hàng trăm hộ dân tại xã Đông Kết, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đã lâm vào cảnh khuynh gia bại sản vì chủ nợ vắng mặt tại địa phương. Sự việc đang gây chấn động tại xã Đông Kết. Nhiều người dân bỗng dưng mất trắng số tiền sau bao năm tích góp. Người nhiều thì gần 3 tỷ đồng, người ít thì hàng trăm triệu đồng. Bán hoa quả nhỏ lẻ với đồng vốn ít ỏi từ năm 2017. Nghe theo lời bà La, bà Tuyến ở xóm 23 xã Đông Kết đã huy động tiền từ bố mẹ đẻ, các anh chị em trong họ. Có tiền là cho bà La vay, mở rộng thị trường buôn bán. Sau 3 năm huy động vốn cho bà La, đến nay tiền vốn chẳng thấy đâu, mà bà Tuyến chỉ thấy tai họa rước vào người. Chung cho vay đi vay lại là nhiều lần, đến khi cộng sổ sợ nhầm lẫn thì đến hôm 20 tháng 1 năm 2018 là bắt đầu bắt cố thanh toán, bắt cố ghi chốt sổ thì là thành 2 tỷ 850. Từ của bố mẹ anh chị em người nhà gửi về cho để xây nhà cho mẹ và vay các bác hàng xóm đang riêng. Thì bây giờ cũng vẫn cần của các bác hàng xóm đang riêng tại vì cô ấy bảo là vay hộ cô ấy. Và bây giờ gọi điện thì có nghĩa cô chỉ để chuông thôi, cô không nghe máy. Chưa chính thức tuyên bố vỡ nợ, song hai căn nhà của bà La ở xóm 23, xã Đông Kết vốn hàng ngày tấp nập người ra vào thì nay đã cửa đóng then cài. Bên ngoài, hàng chục người ngày đêm chờ đợi để mong gặp được chủ nợ đòi tiền. Theo nhiều người dân cho biết, họ bị lừa nhiều tiền và trong một thời gian dài là do thời gian đầu bà La làm ăn rất sòng phẳng và tạo được niềm tin cho mọi người. Theo thống kê sơ bộ, toàn xã Đông Kết hiện có khoảng 100 người cho bà La vay vốn với số tiền lên tới gần 50 tỷ đồng. Chị cho chị La vay là 400 triệu. Nhưng mà lên đòi bao nhiêu lần chị cứ toàn khất lần khất lượt, chị bảo là đợi chị bán nhà xong chị giả, nhưng mà từ đến lúc chị ở nhà là gọi điện chị không nghe máy. Cả ngày chị không nghe nhắn tin, chị không trả lời. Các cái mạng Facebook, Zalo là chị chặn hết. Đồ đạc trong nhà chị bán, chị tẩu tán trong đêm không ai biết đâu cả. Không còn đâu, nhà này chị bán kiểu gì thì không biết. Cách đây khoảng độ 3 tháng đến 4 tháng là tôi gọi điện là chị chặn số. Chị bỏ trốn được gần 2 tháng nay rồi. Lên đòi thì cô bảo như là em sẽ làm sổ đỏ em bán nhà rồi em gửi anh chị. Thế bây giờ làm sổ đỏ thì chui lủi với nhau. Xong rồi thì là bây giờ là mua bán chui lủi với nhau. Bây giờ cô ấy bỏ cô trốn thì bây giờ chúng tôi không biết làm thế nào. Cô ấy vay cả cái xã này mà tất cả khu vực này nhiều lắm. Trước sự việc trên, người dân đã phản ánh đến cơ quan chức năng từ gần 2 tháng trước. Nhưng đến nay, cơ quan chức năng mới có động thái vào cuộc xác minh. Người dân cho rằng trong khoảng thời gian đó, gia đình bà Đỗ Thị La đã tẩu tán hết tài sản. Điều này đồng nghĩa với việc cơ hội vớt phát phần nào số tiền đã mất của người cho vay cũng tiêu tan. Sau khi nắm bắt được cái tình hình liên quan đến việc bà La, thông qua một số dư luận và công dân có cái việc vay nợ, thì chúng tôi cũng đã chuyển cơ quan điều tra, công an huyện Khoái Châu làm giúp đỡ làm rõ việc xử lý theo quy định pháp luật.
Đây không phải là lần đầu tiên việc vỡ nợ này xảy ra trên địa bàn xã Đông Kết. Dù đã được cảnh báo, nhưng do nhẹ dạ cả tin, nhiều người dân vẫn lâm vào cảnh tay trắng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.